Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn giáo dục công dân lớp 6, bài số 1, tự chăm sóc và rèn luyện thân thể nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài số 1, tự chăm sóc và rèn luyện thân thể. Ở đây mình sẽ đọc một câu chuyện nhé. Mùa hè kỳ diệu. So với các bạn trong lớp 6A, Minh vào loại thấp nhất. Một hôm sau tiết học thể dục ở sân trường, Minh ngập ngừng hỏi thầy Quân: "Thưa thầy, em muốn người cao lên thì làm thế nào ạ?" Thầy Quân đặt tay lên vai Minh và nói: "Thầy sẽ hướng dẫn em cách tập luyện, nhưng phải kiên trì đấy." "À, em biết bơi ạ." "Em biết bơi chưa?" "Dạ chưa ạ." "Thế thì em tập bơi đi. Bơi sẽ giúp em phát triển chiều cao và sẽ khỏe." Tan học, trên đường về nhà, Minh nghĩ: "Phải tập bơi, nhất định phải tập bơi." Nhưng từ nhà đến bể bơi Tân Bạc Hổ xa quá, làm cách nào nhỉ? Minh nói với bố: "Bố ơi, bố cho con tập bơi nhé." "Thầy giáo bảo con phải tập bơi thì người mới cao, nhưng tập bơi ở đâu ạ?" "Bố sẽ cho con chiếc xe đạp để đến bể bơi Tân Bạc Hổ. Chiều mai bố sẽ dặn con đi." Hè năm ấy, chiều nào Minh cũng đi tập bơi, mặc dù nhà Minh cách xa cách bể bơi khá xa. Bữa tập đầu tiên nước cả vào cả mũi, miệng và tai, nhưng nhờ có chú huấn luyện viên bể bơi hướng dẫn, Minh không sợ. Những ngày đầu tập bơi, tối về nằm ngủ toàn khăn Minh y ẩm mỏi nhừ, nhưng Minh không bỏ buổi tập nào. Mùa hè kết thúc, nhìn Minh chân tay rắn chắc, dáng đi nhanh nhẹn, trông em như cao hẳn lên. Thật là một mùa hè kỳ diệu, đúng không? Như vậy là sau khi đọc bài này, mình thấy rút ra một số ý sau đây nha. Như vậy là cái bạn Minh này, trong lớp 6A thì bạn Minh là thấp nhất, đúng không? Bây giờ bạn muốn cao lên thì thứ nhất là trước hết là bạn Quân sẽ đến gặp thầy thể dục, nhờ thầy giúp đỡ. Thầy sẽ hướng dẫn em cách tập luyện, nhưng phải kiên trì đấy. Em biết bơi chưa? Như vậy là thầy Quân đã gợi ý cho Minh là nên đi tập bơi, đúng không? Vì tập bơi thì sẽ giúp cho mình cao lên và sức khỏe tốt lên, đúng không? Nhưng ở đây có một vấn đề là bể bơi quá xa so với nhà. Như lúc này thì bạn Minh đã nói với bố, nhờ bố giúp đỡ, đúng không? "Bố ơi, bố cho con đi tập bơi nhé. Thầy giáo bảo con phải tập bơi thì người mới cao, nhưng tập bơi ở đâu ạ?" Lúc này người bố đã giúp đỡ cho bạn Minh bằng cách bố sẽ cho con chiếc xe đạp để đến bể bơi, đúng không nè? "Chiều mai bố sẽ dẫn con đi." Và lúc này bạn Minh rất là siêng năng đi tập bơi, đúng không nè? Chiều nào bạn Minh cũng đi tập bơi, đúng không nè? Dù là buổi tập đầu tiên là nước vào cả mũi, miệng và tai, nhưng mà nhờ chú lớn huấn luyện viên hướng dẫn nên Minh không sợ, đúng không? Qua mùa hè kết thúc thì thành quả sẽ như thế nào nè? Mùa hè kết thúc thì nhìn Minh chân tay rắn chắc, dáng đi nhanh nhẹn, trông em như cao hẳn lên. Thật là một mùa hè kỳ diệu, đúng không nè? Như vậy ở đây mình sẽ có ba gợi ý, mình sẽ trả lời ba câu hỏi phần gợi ý nha. Câu hỏi thứ nhất, điều kỳ diệu nào đã đến với Minh trong mùa hè vừa qua? Giờ thầy trả lời câu A trước nha. Điều kỳ diệu nào đã đến Minh cho mùa hè này? Trả lời nha. Mùa hè này Minh được đi tập bơi và biết bơi, đúng nè. Việc bơi bơi lội sẽ làm Minh cảm thấy như là chân tay rắn chắc nè, dáng đi nhanh nhẹn nè, và cao hẳn lên, đúng nè. Như vậy tập bơi rất có ích nha. Em nào chưa biết bơi thì mình nên đi tập bơi, đúng nè. Như vậy là thầy trả lời xong câu A nha. Câu A người ta hỏi là điều kỳ diệu nào đã đến với Minh trong mùa hè này? Mình trả lời là mùa hè này Minh được đi tập bơi và biết bơi. Việc bơi lội làm Minh cảm thấy chân tay rắn chắc, dáng đi nhanh nhẹn và cao hẳn lên nha. Tiếp theo là câu hỏi B. Vì sao Minh có điều kỳ diệu ấy? Như vậy là để được có được kỳ diệu thì Minh đã làm gì? Minh được thầy giáo Quân hướng dẫn cách tập luyện thể thao, cụ thể ở đây là đi bơi, đúng không? Nhờ vào sự quyết tâm tập luyện của mình, do cái hồ bơi cách xa nhà, nhưng mà
Minh Quảng quyết tâm đi tập bơi hàng ngày nên mới có điều kỳ diệu xảy ra, đúng không? Thì mình nói là qua nhờ vào sự quyết tâm tập luyện của mình mà Minh đã có được điều kỳ diệu ấy, đúng không? Nhờ vào sự quyết tâm tập luyện của mình mà Minh đã có được điều kỳ diệu ấy. Giờ tiếp theo câu hỏi C. Sức khỏe có cần cho mỗi người hay không? Vì sao? Tất nhiên là cần rồi, đúng không nào? Giờ hãy trả lời câu này luôn nha. Sức khỏe rất cần cho mỗi người, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người nha. Đó là vốn tự có của con người mà không thể mua bán được. Khi có sức khỏe, con người có thể học tập, vui chơi và lao động, đúng không? Như vậy mình có tất cả, sức khỏe là mình sẽ có tất cả nha. Mình có thể học tập nè, có thể vui chơi nè, có thể nuôi lao động nè, đúng không? Còn nếu mình không có sức khỏe thì mình không có thể làm gì, đúng không? Sức khỏe là vốn quý nhất của con người nha. Bây giờ mình trả lời, sức khỏe rất cần cho mỗi người, bởi vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người, đó là vốn tự có của con người mà không thể mua bán được. Khi có sức khỏe, con người có thể học tập, vui chơi và lao động nha. Giờ tiếp theo nội dung của bài học. Như vậy nội dung chính của bài học hôm nay chính là sức khỏe, đúng không? Sức khỏe là vốn quý của con người, mỗi người phải biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, hàng ngày luyện tập thể dục, năng chơi thể thao để sức khỏe ngày một tốt hơn nhé. Chúng ta càng tích cực phòng bệnh và khi mắc bệnh, bệnh thì phải tích cực chữa cho khỏi bệnh. Tiếp theo là sức khỏe giúp chúng ta học tập lao động. Tiếp theo là sức khỏe giúp chúng ta học tập lao động có hiệu quả và sống lạc quan vui vẻ, đúng không? Như đây là nội dung chính của bài mình. Bài học của mình có hai ý, đúng không? Ý thứ nhất là sức khỏe là vốn quý nhất của con người, mọi người phải biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đúng không? Ăn uống điều độ nè, hàng ngày luyện tập thể dục, năng chơi thể thao để sức khỏe ngày một tốt hơn nha. Chúng ta càng tích cực phòng bệnh và khi mắc bệnh phải tích cực chữa cho khỏi bệnh nha. Sức khỏe giúp chúng ta học tập lao động có hiệu quả, sống lạc quan và vui vẻ, đúng không? Như giờ đây là nội dung chính của bài học hôm nay nha. Giờ mình sẽ qua tiếp phần bài tập. Câu A, hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những việc làm biểu hiện biết tự chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Như vậy là trong các câu này, câu nào mà có đó chính là biểu hiện của sự tự chăm sóc sức khỏe thì mình đánh dấu X, còn cái nào là không phải là tự chăm sóc sức khỏe thì mình không đánh dấu nha. Giờ mình sẽ đi ý thứ nhất, mỗi buổi sáng đông điều tập thể dục. Như vậy là mỗi buổi sáng đông điều tập thể dục, đây là một biểu hiện tự chăm sóc sức khỏe, đúng không? Vì tập thể dục rất tốt cho sức khỏe nên đây là một biểu hiện tự chăm sóc sức khỏe nha. Bây giờ mình sẽ đánh dấu X chỗ này nha. Giờ tiếp theo ý thứ hai, khi ăn cơm Hà không ăn vội vàng mà từ tốn nhai kỹ. Như vậy là đây là khi ăn cơm Hà không ăn vội vàng mà từ tốn nhai kỹ. Như vậy là khi mình ăn mình nhai kỹ thì sẽ tốt cho sức khỏe của mình, đúng không? Như vậy đây là biểu hiện của tự chăm sóc sức khỏe thì bạn cũng đánh dấu ít luôn nha. Giờ ý tiếp theo, hàng ngày bắt đều súc miệng bằng nước muối. Như vậy là nếu mình súc miệng bằng nước muối hàng ngày thì sức khỏe dần miệng của mình sẽ tốt, đúng không? Như vậy đây là một biểu hiện của tự chăm sóc sức khỏe nha. Như vậy là câu này mình sẽ đánh dấu ít luôn, đúng không? Hàng ngày bắt đều súc miệng bằng nước muối, đúng không? Đây là biểu hiện tự chăm sóc bản thân nha, sức khỏe. Giờ tiếp theo, đã 4 ngày nam không thay quần áo vì trời lạnh. Như vậy là câu này là không thay quần áo, 4 ngày mà không thay quần áo là không tốt cho sức khỏe, đúng không? Dù là trời lạnh nhưng mình vẫn phải vẫn tắm nước nóng và thay quần áo mới mỗi ngày, đúng không? Như vậy đã 4 ngày nam không thay quần áo vì trời lạnh là đây là biểu hiện không phải là biểu hiện chăm sóc sức khỏe nha, ảnh hưởng làm cho ảnh hưởng sức khỏe của mình, đúng không? Rồi tiếp theo, trời nóng nhưng Tấn cứ thấy người trong lành lạnh, trong người lành lạnh, sờ lên chén thấy nóng, Tấn vội vàng nói với mẹ ra trạm y tế để khám bệnh. Như vậy đây là biết tự chăm sóc sức khỏe, đúng không? Trời nóng nhưng mà Tấn cứ thấy trong người lành lạnh, như vậy là sờ lên chén thấy nóng là mình phải nói với mẹ để chở ra trạm y tế để khám bệnh. Đây là một ý thức rất tốt, đúng không? Đây là ý thức tự chăm sóc sức khỏe nha. Giờ mình xong câu A nha, mình sẽ qua tiếp câu B.
Câu B, hãy kể một số việc làm chứng tỏ em tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Giờ như vậy mình sẽ kể những cái việc làm mà chứng tỏ mình biết tự chăm sóc bản thân của mình nha. Giờ hãy trả lời câu B nha. Những việc làm chứng tỏ em tự chăm sóc sức khỏe bản thân gồm có ý. Ý thứ nhất là tập thể dục mỗi sáng đúng không? Khi mình tập thể dục thì tốt cho sức khỏe này. Đúng này. Ý thứ hai, vệ sinh cá nhân mỗi ngày. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ mỗi ngày nhé. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ vào mỗi sáng và mỗi tối đúng này. Vậy hay là vệ sinh cá nhân sạch sẽ vào mỗi sáng và mỗi tối như là đánh răng, rửa mặt, tắm rửa này kia đúng này. Ý tiếp theo, ăn uống đúng bữa đúng này, như đúng điều độ mỗi ngày, có nghĩa là giờ nào mình ăn cơm thì mình đúng giờ đó mình ăn cơm, không ăn nhiều, không ăn sai lệch giờ nhé, đúng không nào? Và cũng không bỏ bữa, mình phải ăn uống đúng bữa và đúng điều độ mỗi ngày thì mới tốt cho sức khỏe đúng không này. Ý tiếp theo là ăn chín uống sôi. Vì ăn chín uống sôi thì nếu mình không ăn chín uống sôi thì sẽ dễ bị nhiễm khuẩn đúng không này, dễ nhiễm vi khuẩn từ thức ăn thức uống vào cơ thể mình. Ý tiếp theo, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ hàng ngày đúng không này? Mình phải tắm rửa và xây thay quần áo sạch sẽ mỗi ngày mới tốt cho sức khỏe đúng không này? Ý tiếp theo là uống thuốc thì bị ốm như vậy, mình bị ốm mình phải uống thuốc để cho mau hết bệnh đúng không này? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong câu B nha, mình sẽ qua tiếp câu C luôn. Tiếp theo là câu C. Em biết gì về tác hại của việc nghiện thuốc lá? Em biết gì về tác hại của việc nghiện thuốc lá, uống rượu bia đến sức khỏe của con người? Như vậy đây là những việc mà gây rất hại cho sức khỏe đúng không nào? Giờ thầy sẽ trả lời câu này nha. Nghiện thuốc lá uống rượu bia sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của mình nha. Nếu hút thuốc lá hậu quả là mình có thể mắc bệnh ung thư phổi nè, các bệnh khác về đường hô hấp nè, và còn làm dọa ô nhiễm môi trường đúng không nè, ảnh hưởng sức khỏe của người xung quanh đúng không? Như vậy là nếu mình hút thuốc lá mình rất là nguy hại đúng không, làm mà mình sẽ bị mắc ung thư phổi nè, các bệnh khác về đường hô hấp và làm ô nhiễm môi trường nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh, nhất là những em bé nhỏ đúng không? Còn nếu mình nghiện rượu bia sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khi điều khiển phương tiện giao thông sẽ không làm chủ được và dễ gây ra tai nạn đúng không? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong câu C nha, mình sẽ qua tiếp câu D luôn. Em hãy tự đặt cho mình một kế hoạch luyện tập thể dục thể thao để người khỏe mạnh. Giờ câu này mình sẽ lên một kế hoạch nha, để mình luyện tập thể dục thể thao để cho sức khỏe mình tốt lên đúng không nào? Giờ thầy trả lời câu này luôn nha. Mỗi buổi sáng em dậy tập thể dục đều đặn nha, có nghĩa là 5 giờ mấy 6 giờ sáng mình dậy sớm để tập thể dục đều đặn mỗi ngày nha. Đánh răng rửa mặt nè, vệ sinh cá nhân và súc miệng bằng nước muối pha lỏng. Trước khi ăn thì mình phải rửa tay sạch nè. Khi ăn em không nên ăn vội vàng mà tự tốn nha, kỹ nha. Hàng ngày em đều tắm rửa nè, thay quần áo nè. Mùa đông thì mình sẽ tắm bằng nước ấm nha. Không để móng tay và móng chân dài nha. Và mẹ thường xuyên đưa em đi kiểm tra sức khỏe đúng không? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong môn giáo dục công dân lớp 6 nha. Bài số 1 nha. Giờ nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.